Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trăng. Tập 4. Đêm hôm ấy, ông Khôi trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được. Cơn đau khớp từ đầu gối khiến cho ông bước trước chẳng yên. Cái bệnh này càng lúc càng hành hạ ông nhiều hơn, nhưng nó cũng chẳng thấm tháp gì với nỗi lo lắng mà ông đang giữ trong lòng. Giờ tí vừa sang, ông đã nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng lạch cạch. Hình như bên ngoài có tiếng động. Để tôi ra xem thử. Không phải đâu, tiếng bước chân ấy là của con Phong nhà mình. Bà cứ ngủ đi. Sao ông biết? Hai đứa nó hình như không được im ấm lắm thì phải. Ông Khôi không trả lời vợ mà nói sang chuyện khác. Tôi cũng thấy vậy. Để khi nào có dịp tôi tâm sự với con gái. Bà Khôi nén một tiếng thở dài rồi xoay người lại. Lần này thì ông Khôi không nói gì thêm nè. Linh cảm của bậc làm cha mẹ mách bảo với ông rằng cuộc hôn nhân của con gái mình chẳng hề suôn sẻ như cái cách mà hai đứa nó vẫn đang tỏ ra. Ông không muốn tìm hiểu hay can thiệp quá sâu, nhưng sống ở nơi con người còn ít ỏi hơn cả thú rừng thì việc sống chung hòa thuận càng có ý nghĩa quan trọng. Ông mới chợp mắt được chốc lát thì bị tiếng động ngoài cửa làm cho giật mình. Thầy ơi, thầy dậy đi. Đứa nào ngoài vậy? Ông Khôi ngơ ngác quát lớn. Con Phong đây, thầy chạy ngay ra đây mà xem. Hai ông bà nhìn nhau, vội vàng lao ra bên ngoài cửa. Tiếng động huyên náo từ xa vọng lại khiến cho bà Khôi càng thêm cuống quýt. Cánh cửa vừa bật mở, cô Phong đã lao vào, mặt mày hớt hở hớt hải, nói năng lắp bắp. Thầy ra xem, cái làng phát điên rồi. Không kịp nghe con gái nói hết câu, vợ chồng ông Khôi đã chạy vụt ra bên ngoài. Cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn tới mức không sao tưởng tượng nổi. Những người trong làng bỏ đi nay đều đã trở về. Chỉ có điều thần trí của họ không còn được bình thường như trước, mà đã bắt đầu lên cơn. Kẻ co giật, người kêu gào. Một vài thanh niên vừa cầm đuốc chạy tới chạy lui, vừa cười lên ha hả. Chó trong làng đồng loạt sủa oang oang, hòa lẫn với tiếng khóc tré lên từng hồi của lũ trẻ con. Trên thân thể người nào cũng đầm đìa máu. Máu chảy khắp nơi, từ hốc mắt, từ lỗ mũi, lỗ tai. Máu rỉ ra từ tóc, từ khóe miệng, từ kẽ răng, từ tứ chi. Cả làng nồng nặc mùi máu. Người xô người, bầy thú hoang trên rừng nghe thấy mùi máu thì rú lên đầy kích động. Phong nhìn rõ mồn một. Bà càng tay cầm một ngọn thương dài, nhảy xổm lên mỏm đất cao, miệng gầm lên. Đứng yên, cẩn thận rơi vào bẫy quanh làng. Không biết người ta có nghe bà hay không, chỉ thấy bà càng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, vừa chạy vừa chửi thề. Thằng Ngọ thì khóc trống lên như đứa trẻ con, rồi lồm cồm bò trên mặt đất, níu chặt vạt áo ông trưởng làng, miệng ú ớ. Có mà ngoài kia. Vào lúc ông Khôi chưa biết phải làm gì thì từ đâu cô Phong chạy vội đến, xốc nách một người phụ nữ bụng chữa vượt mặt đang nằm sóng xoài ở dưới đất. Cô gào lên với chồng. Anh đi gọi tất cả những người khác trong làng tới đây, trói hết những người phát điên này lại. Cậu Sang hấp tấp trời đi. Người đàn bà trên rỉ không ngừng, nước mắt nước mũi hòa cùng vệt máu trên mặt. Một giọt nước đỏ sậm chạy dọc chân của thị. Bà Khôi vội vàng đến giúp con gái một tay. Khi đã đưa người phụ nữ vào ngồi tạm dưới mái hiên nhà mình, cô Phong chợt nhận ra ấy là thị Huệ, vợ của anh học việc tại lò rèn nhà ông cụ Mộc Tăng. Cô hỏi nhanh. Chị Huệ à, làm sao mà mọi người ra nông nỗi này? Lúc đi vẫn bình thường mà. Tôi không biết.
Nửa đêm nửa hôm đang ngủ trong hang thì tôi giật mình tỉnh giấc. Có người nào đó hét toáng lên. Sau đó mọi người bắt đầu điên loạn. Chúng tôi cố gắng thẳng hướng về làng, mãi mới tới được đây. Sương mù dày đặc lắm. Trời, chồng chị đâu? Tôi không biết nữa. Nhắc đến đó, người phụ nữ kia òa lên khóc nức nở. Cô Phong dặn dò vài câu rồi vội vàng chạy ra ngoài để giúp sức cho bọn cậu Sang. Cả đám người phấn khích nhảy lung tung, thậm chí có một người thanh niên còn lên cơn cắn chết một con chó. Máu bắn tung tóe văng cả vào mặt người khác. Con chó bị đau lồng lên như bị dại, nó muốn cắn trả người vừa mới cấu xé mình. Đúng lúc nó định lao về phía cô Phong và người thanh niên kia thì cậu Khảm dùng một cây củi đập cái bóp vào đầu con chó. Nó chỉ kịp kêu ăn ẳng lên một tiếng rồi gục hẳn đi. Gương mặt cô Phong lem nhem đầy máu và nước mắt. Sang đỡ vợ dậy rồi nhìn cậu Khảm, miệng lúng búng một câu cảm ơn. Phải tới một lúc lâu sau, những người trong làng mới bị trói hết lại. Người nào người nấy gương mặt không bị thương thì cũng đỏ au hệt như con gà cắt tiết. Ông Chấn tập tễnh đi đến, kinh hãi nhìn đám người đang gầm gừ như động vật lên cơn dại. Thấy ông Khôi sắc mặt thất thần, ông Chấn lại gần. Làm sao mà ra nông nỗi này? Tôi nào biết, đang nằm trong nhà thì thấy con Phong chạy về báo tình. Cô Phong hơi giật mình. Cô không muốn bất kỳ ai, nhất là chồng mình, biết được việc cúng bái chiêu dụ mấy cái vong sơ sinh của mình giữa đêm khuya. Hai người cha liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại hướng sự chú ý về đoàn người đương nằm co quắp ở dưới đất. Việc cứu người dĩ nhiên cấp bách và quan trọng hơn nhiều. Ấy vậy mà cậu Sang tỏ như không để ý gì lắm tới việc vợ một thân một mình ra ngoài vào ban đêm. Trong một thoáng chốc, cô Phong có cảm tưởng như ánh mắt của cậu Sang đang nhìn mình đầy nghi ngờ. Nhưng khi ngoảnh lại, cô chỉ thấy cậu đang sửa sang lại một cái cán, cùng với bà Càng vác những người bị thương về tập trung trước hiên nhà mình. Dù sao trong làng, nhà cô cũng là nơi rộng rãi nhất. Vài canh giờ lại tiếp tục trôi qua. Tiếng chim kêu ríu rít ở trên cao báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Gần như tất cả người trong làng địa ngục, ngay cả cô Minh đau yếu vì bệnh tật, cũng tề tụ ở nhà ông trưởng làng. Sắc mặt của ai cũng nặng nề. Chốc chốc họ lại nhìn ra khoảng sân, nơi có những người được trói nghiến lại với nhau. So với lúc nửa đêm, bây giờ tình hình càng lúc càng tệ. Người trong làng không còn phấn khích đến độ muốn ăn tươi nuốt sống nhau nữa, mà giờ đây tất cả đều đờ đẫn, miệng há hốc ra khô đét. Cô Minh, cô Phong cùng bà Khôi lặng lẽ đi tiếp từng giọt nước cho người làng. Để tiết kiệm thời gian, cả ba người chỉ rót nước vào miệng người ta bằng một cái ấm tích thường dùng để hãm lá trà. Riêng ông Chấn thì đi thăm khám từng người một, hết vén mắt lại áp tai vào trán họ. Thỉnh thoảng ông còn sai cậu con trai lật cả lưng áo của người ta lên để sờ vào lưng vào bụng. Cô Phong thấy vậy thì cũng khẽ chạm vào người bọn trẻ con. Da dẻ đứa nào cũng đều nứt toát, khô và nóng như hòn than. Trên lưng bắt đầu xuất hiện những cái lỗ tròn li ti, làn da xung quanh bắt đầu sưng tấy. Cô Minh thất kinh khẽ kêu lên một tiếng. Đúng lúc ấy, một bà cụ già đang ngút ngắt cái đầu bỗng dưng gục xuống đất, miệng hôn mê, thì thào câu được câu chăng. Con ma áo đỏ, con ma áo đỏ muốn giết cả làng này. Tiếng bà cụ trên rỉ một cách trầu rỉ khiến cho toàn sống lưng của cô Phong lạnh toát đi. Ngỡ như nghe nhầm, cô hỏi dồn. Cô nói gì ạ? Con nghe không rõ. Ai muốn giết ai? Bà cụ miệng cứng đờ, đôi mắt vẫn đục đờ đẫn đảo tròng xung quanh. Một lúc rồi cúi gặp người, nôn thốc nôn tháo, nôn đến nỗi cô Phong ngỡ rằng bà đã móc hết ngũ tạng của mình ra để mà khạc xuống đất. Chưa tới nửa khắc sau, bà cụ nửa nằm nửa ngồi ngã phịch xuống đất, mặt ngửa lên trời, đôi mắt bắt đầu đơ lại, dù toàn thân vẫn còn hơi ấm.
chứng kiến một người trong làng ra đi trước mặt mình, toàn thân người thiếu phụ trung lên bần bật. Cô ơi, cô tỉnh dậy đi, cô có nghe thấy con gọi hay không? Bác Chân ơi, tới đây mà xem nè. Cô Minh cũng kêu to. Cậu Sang đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, tay cậu khẽ đặt lên vai cô, giọng thầm thì như có như không. Để bãi đi đi em, không kịp nữa rồi. Sự thật khiến cho cô Phong khẽ rùng mình. Cô quay lại nhìn chồng, dù không khóc nhưng trong mắt cô vàng đỏ. Vừa nãy anh nghe bà cụ nói gì hay không? Con ma áo đỏ muốn giết cả làng. Cậu Sang hạ giọng nhắc lại. Cô Minh đứng ngay sau lưng cậu Sang, khẽ gật đầu xác nhận thêm một lần nữa. Mọi người lúc này đang vây quanh người đàn bà đã chết. Ông Khôi sốt ruột hỏi thăm. Sao rồi Bác Chân? Bác đã tìm được lý do vì sao người làng bị như thế này chưa? Thấy ông Chấn vẫn đang cẩn thận thăm khám cái xác bà cụ, rồi châu mày hồi lâu, ông Thắm Kheo đánh bạo hỏi. Có phải người ta bị ma ám hay không? Chắc phải là ma dẫn thì mới như thế này chứ. Có phải không? Lần này thì ông Chấn lắc đầu. Chưa chắc. Làm gì có loại ma quỷ nào có thể ám được cả làng thế này. Mà nếu có thì chúng ta gặp họa thật rồi. Bác Chấn nói vậy nghĩa là sao? Ma quỷ cùng lắm chỉ làm cho người ta sợ, nhưng sao có thể khiến cho họ điên loạn như vậy? Người trong làng bị ngộ độc, tôi có thể chắc đến 89 phần là họ ăn phải thứ có độc. Độc dược phát tác, họ điên lên. Còn thứ mồ hôi máu thì các bác cũng biết rồi, chuyện này đâu phải lần đầu tiên. Những người còn lại nhìn nhau bằng vẻ mặt hoang mang. Ông Chấn chỉ xuống bãi nôm bên cạnh thi hài của bà cụ vừa mới chết. Trong này có một nửa quả cà độc dược. Thứ này có nhiều gai, mọc tua tủa xung quanh trái. Nó vừa là thuốc để cứu người, cũng vừa là thứ có thể hại chết người ta. Chắc chắn bọn họ đã hái nhầm dưới núi để nấu lên rồi ăn. Ông Chấn vừa nói tới đó thì từ đằng sau một tiếng khóc vang lên. Người đàn bà có chữa đêm qua đã tỉnh lại. Thì Huệ khẽ lê tấm thân nặng nề, bước từ trong buồng cô Phong ra ngoài sân nhà. Thì đi tìm chồng mình, thấy anh ta ngã người bên cạnh một thân cây. Hai tay hai chân của anh bị trói vào nhau, nhìn hệt như một con lợn nái. Quần áo trên người thì rách bươm, trên miệng anh ta còn nguyên một mảnh vải. Chiếc áo ngủ thân đã sờn vai màu vàng mỡ gà của anh ta gần như bị nhuộm đỏ. Làn da của người đàn ông cường tráng đầy rẫy những vết cào sâu hóm, có chỗ còn lồi mở ra, chứng tỏ trong cơn mê dại anh ta đã tự cắn xé chính mình, cắn cho tới chết. Thoạt trông thấy cảnh tượng đó, thì gào lên một tiếng rồi ôm chặt đầu chồng mình. Lần này thì thị không còn khóc nữa, mà hít một hơi thật sâu, hỏi bằng giọng khô khốc. Ông Chấn vừa nói chúng con ăn nhầm quả dại sao? Phải. Cô có nhớ lần gần đây nhất người trong làng ăn là thứ gì hay không? Mọi người đều ăn cùng với nhau có phải không? Thị Huệ không vội trả lời. Thị muốn tháo hết đám dây nhợ lòng thòng quấn quanh người chồng mình. Cô Minh ngỏ ý muốn giúp một tay, nhưng thị lạnh lùng hất ra. Cậu Khảm thở dài, lấy từ đâu một chiếc khăn cũ mềm đặt lên trên mặt người chết. Thấy thị Huệ vẫn dùng dằn chưa muốn trả lời ngay, cậu Sang mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc là ăn nhầm thứ gì? Chị phải nói thì chúng tôi mới biết được chứ. Cứ để cô ấy ngồi dưới xác chồng đã. Chúng ta phải cứu những người này trước đã, không là không kịp đâu. Mọi người gật đầu, tất cả đều đã sẵn sàng theo lệnh của ông thầy Lan. Buổi sáng cuối thu hôm ấy là một ngày không thể nào quên trong đời của người dân làng địa ngục. Người sắc thuốc, kẻ đổ nước vào miệng bệnh nhân, ai đó lại vỗ liên tục vào lưng để cho kẻ kia nôn thốc nôn tháo ra. Tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ, sức khỏe yếu ớt, bị một trận kinh hoàng khiến cho toàn thân chúng mềm nhũn. Có thằng bé quặn đau trong bụng,
cậu Sang phải vội vàng dùng ngón tay giữ trong miệng nó, đề phòng thằng bé cắn nhầm vào lưỡi. Cơn đau càng thúc vào bụng, bóp chặt lấy dạ dày, khiến cho nó ra sức cắn mạnh vào tai cậu Sang. Máu từ miệng nó quyện với nước dãi rơi tông tổng xuống ngực áo. Ông Chấn đổ vào miệng nó một bát thuốc đặc quánh. Thằng bé phun phì phì cả máu lẫn thuốc, rồi từ đáy dạ dày của nó ợ lên một miếng cà còn đang cắn dở. Cả người nó gục xuống như một con rối đứt dây, sau đó thì gục hẳn. Lúc này Phong chạy vội tới bên cạnh chồng để cầm máu. Vết thương trên tay của cậu Sang vốn không lớn nhưng lại sâu, máu vẫn trịnh ra bên ngoài lớp vải thấm. Cậu Khảm trông thấy thế thì lấy ra một nhúm lông cu li, nói thật khẽ với cô Phong: "Dùng cái này mà trịch vào vết thương sẽ ngừng rỉ máu ra ngay." Cô Phong khẽ cúi đầu cảm ơn, nhưng cậu Sang thì quay mặt đi, coi như không để ý. Khi cậu Khảm đã rời đi rồi, cậu Sang mới lặng lẽ nhìn người vợ trẻ xinh đẹp của mình. Trong ánh mắt nhìn của cậu chứa đầy sự ưu tư. Khi trời đã ngả về chiều, việc chăm sóc những người trong làng bị ngộ độc coi như cũng đã ổn định. Hàng trăm cái lỗ nhỏ li ti trên da, cứ mỗi thời khắc trôi qua nó lại lớn dần. Kèm theo đó là lấm tấm những giọt máu trĩ ra ngoài, thấm cả vào quần áo. Một vài người còn đỡ, đằng này hàng chục con người, ai nấy cũng đều mắc phải tình trạng y hệt như nhau. Thành thử cả làng đều nồng nặc mùi máu tươi, tanh đến lợm giọng. Những người khỏe mạnh bàn với nhau, việc quan trọng nhất lúc này là chờ những người trong làng tỉnh lại, rồi mới có thể hỏi chuyện. Rốt cuộc đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì? Về phần hai cái xác của bà cụ già và chồng của thị Huệ, ông Khôi đành dặn dò lão dần chó mang ra ngoài bãi tha ma của làng, đào hai cái huyệt rồi quấn mảnh xác vào cái chiếu. Ông Tám Kheo ban đầu định không khâm liệm cho cả hai, vì còn đương giận người làng đã bỏ đi mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới tang sự của con ông. Cụ Mộc Tang và ông Chấn phải khuyên mãi, ông Tám mới chịu gật đầu, dù là đầy miễn cưỡng. Những người còn sống cũng được cậu Khảm, cậu Sang đưa lên cán khiêng vào trong nhà ông Khôi để tiện bề chăm sóc. Rõ ràng cách này sẽ tiết kiệm thời gian hơn là đưa nhà nào về nhà nấy. Chỉ tội cho cô Minh và cô Phong, lúc nào cũng tất bật luôn chân luôn tay. Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, có người vẫn ú ớ thì thầm: "Đi theo ma áo đỏ, đi theo là về được làng." Những lúc ấy cô Phong lại nghiền ngẫm thật kỹ. Sự tình đã không còn đơn giản nè. Mặc dù ông Chấn cho rằng không có thứ tà ma quỷ dị nào có thể khiến cho nhiều người phát dại như vậy, nhưng trong lòng cô Phong lại không đồng tình. Thế gian rộng lớn, làng địa ngục lại quá nhỏ, hiểu biết của con người lại càng nhỏ hơn. Cô không biết thứ quỷ dị nào đang ám lên ngôi làng giữa chốn thâm sơn cùng cốc này. Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng những sự việc xảy ra gần đây chắc chắn có liên quan đến vụ thảm sát đẫm máu năm xưa. Cụ thể là người đàn bà bụng mang dạ chữa đã trốn thoát. Nhắc đến bà ấy, bất giác cô Phong xoa xoa lên trên bụng mình, trong lòng vẫn vơ suy nghĩ. Mai này cô cũng sẽ mang bầu, rồi có con. Không biết tương lai sẽ như thế nào. Liệu nó có ngồi thu lưu trước góc nhà, nhìn ra ngoài trời nắng vàng rực, phủ lên cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp đẽ và cô liêu. Vạt nắng hanh buông xuống ngôi làng phủ đầy tử khí. Bà Càng dẫn theo những người thanh niên còn khỏe mạnh đi chích khăn tang trên mỗi cành cây trồng trước cửa từng nhà. Đã lâu lắm rồi, người Việt ở nhiều nơi vẫn quan niệm rằng cây cối cũng như con người. Khi gia thân quyến thuộc mất đi, người thì mặc áo xô gai, thì cây cối hay vật nuôi trong nhà cũng phải chích vành khăn trắng. Phần này để bày tỏ sự tiếc nuối với người đã mất, phần vì để báo tang cho bà con lối xóm. Cũng chính vì thế mà làng địa ngục bây giờ chìm ngập trong màu trắng tang tóc. Đi từ đầu làng tới cuối làng, cảnh vật cũng chỉ khoác lên mình vẻ tiêu điều đến thảm thương. Thằng Ngọ từ lúc trở về làng, thần trí cũng chẳng còn như trước. Nó cứ ngơ ngẩn cả ngày,
cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Bà càng thấy thế thì thương lắm, muốn nó lại gần để trông chừng, nhưng nó lại cười hình hệt, rồi nhảy chân sáo tới chỗ vợ chồng cô Phong đang đốt nhang cắm xuống mộ từng người. Giọng Phong khàn đặc, khẽ đưa tay chạm vào từng nấm mộ mới đắp, nước mắt cũng chẳng còn rơi thêm được nữa. Cậu Sang nhìn vợ thở dài. Thầy U qua đời cũng mười mấy năm rồi, nhiều lúc anh vẫn tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Máu tanh hôm trước ngập tràn, họ chết như lúc mà hai U nhà mình không qua khỏi. Nhà ta đã cố gắng khuyên can, nhưng bà con lại không nghe, thành ra mới như vậy. Giá như... Không có giá như đâu em, người ta chỉ đi tìm sự tự do cho riêng mình thôi. Sai lầm của họ là không chuẩn bị mọi sự chu toàn. Nếu cả làng ta đồng loạt rời đi thì mọi sự lại khác. Phong ngước mắt nhìn chồng bằng ánh mắt sững sờ. Anh bị sao vậy? Trời đi là chết. Những nấm mồ này không phải là minh chứng rõ nhất hay sao? Ở lại cũng chết, không chết vì bị thứ tà ma nào đó giết chết, thì cũng chết vì bệnh tật. Em có thấy ở cái làng này có ai mà sống yên ổn hay không? Cho còn bệnh tật nè, ông Lan Chấn đâu thể quản hết được. Phong lắc đầu quay đi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen biết, cô chẳng biết phải nói gì với người đàn ông mà mình đã quyết định sống tới cuối đời. Thằng Ngọ ngồi dưới đất nghịch cỏ gà. Nó thấy Phong lén lau nước mắt, chẳng hiểu gì nhưng cũng tấp tễnh chạy theo sau. Giữa cánh đồng tam giác mạch, Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng tự thầm nhủ. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, chắc chắn cô cũng sẽ bảo vệ nơi này bình an. Vì những đứa trẻ con còn sống sót, và vì cả con cô mai này nữa. Chuỗi ngày tai nạn liên tiếp ập đến như hiện giờ, chắc chắn phải kết thúc càng nhanh càng tốt. Thế là người thiếu phụ bắt đầu trà soát những thứ mà mình đã nắm được. Ban đầu là bóng người áo đỏ gặp ở đoạn trước dâu, rồi tiếp theo là hai con rối ma quái xuất hiện bên cạnh hai cái xác chết cứng cổng. Bài vè chết chóc cứ vang lên không dứt. Con ma áo đỏ liên quan đến chuyện cả làng phát dại. Và cuối cùng là bầy vong sơ sinh cứ nhắc đi nhắc lại về con đò không đón được vong hồn của người đã chết. Tất cả đều cùng đi đến một kết luận: có ai đó đã lấy sạch hồn phách của những người chết trong làng. Cô Phong ngồi bên bếp lửa, chống cằm mà suy nghĩ. Nếu như hôm trước cô chiêu vong bọn nhóc sơ sinh không thành công, vậy thì xác của hai người vừa mới chết chắc chắn phải biết được ít nhiều diễn biến câu chuyện, khiến cho cả làng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghĩ đến đó, cô đưa mắt dõi theo tiếng xe lộc cộc chở hai cái xác đang đi trên đường. Người mới chết không lâu, ông Tám Kheo chắc chắn chẳng còn lòng dạ nào để khâm liệm cho cả hai được chu toàn. Vậy thì ngay đêm nay cô lại phải mạo hiểm một lần nữa, ấy là sẽ đến nghĩa địa giữa đêm hôm để mà tìm vong hồn nói chuyện. Trời chớm đông ở vùng Sơn Cước tối nhanh hơn bình thường, chưa tới xế chiều mà sắc trời đã xăm sẫm, ngồi trong nhà cũng phải chông đèn. Hiếm hoi lắm mới có một ngày trời nắng đẹp. Ánh nắng vàng dù yếu ớt đến mấy cũng không đủ làm cho không gian nơi đây thêm vài phần sinh khí. Cô Phong cặm cụi ngồi bên khung cửi, trước mặt là một sấp sợi màu xanh xanh. Cậu Sang bước đến, nhìn thấy vợ khẽ mỉm cười. Em dệt vải chàm sao? Anh tưởng đợt này phải dệt vải điều để dành cho phiên chợ Tết chứ. Không, em dệt mảnh này cho con của chị Huệ. Chị ấy mất chồng giữa lúc bụng mang dài chửi như thế. Nghĩ đến cảnh mẹ quá con côi, ai còn đành lòng cho đặng. Cậu Sang không nói gì, chỉ nằm xuống cái võng đung đưa đọc sách bên cạnh vợ. Khung cảnh thoạt nhìn thật yên bình, nhưng lòng dạ cả hai rối như tơ vò. Cậu Sang đọc sách một lúc thì ngủ quên. Cô Phong nhìn theo khẽ mỉm cười. Dường như cả hai chưa từng cãi vã vào hôm trước. Vừa hay lúc ấy, bà Khôi từ trong nhà trở ra.
nhìn thấy con gái ngồi bên hiên, lại thấy con trẻ đang ngủ say trên võng, thì lân la lại gần bắt chuyện. Dệt vải cho con Huệ hả con? Dạ. Vải này dùng để điệu em bé, chị còn vài tháng nữa mới đẻ, nhưng mà bây giờ cũng chuẩn bị vừa rồi. À Phong nè. Dạ. Con thấy cái Huệ có cái gì khác hay không? Khác cái gì hả mẹ? Chị ấy bụng dạ nặng nề, khó đi lại nên cũng ít ra ngoài. Con không nhận ra sao? Bà Khôi hơi nhướng mày, thấy cô Phong cứ ngây người ra không hiểu, bà đành chép miệng nói tuẹt. Cái bụng con Huệ lạ lắm, mới sắp tròn 5 tháng thôi mà như đã là người sắp đẻ rồi. Mày không thấy lạ sao con? À, có khi nào chế chữa xong sinh không? Không, không thể nào. Sinh đôi thì cũng không có đến nỗi to như thế được. Phong lặng người đi, không nói thêm được câu nào. Con Thôi trên khung cửi cũng không di chuyển nhịp nhàng nữa. Cô suy nghĩ mãi về lời mẹ mình nói. Bà vốn làm bà đỡ ở trong làng, bao nhiêu đứa trẻ con ở đây đều do một mình bà đón ra lúc chào đời. Thai phụ như thế nào, có cái gì mà bà lại không biết. Phong nhìn chồng vẫn đang ngủ yên lành, gương mặt tuấn tú của người ấy nổi bật giữa cảnh chiều nhàn nhạt. Trong lòng cô dấy lên một mối nghi hoặc dù rất nhỏ. Cô không hề hay biết rằng nghi vấn vu vơ giữa những người đàn bà vào buổi chiều hôm ấy lại trở thành nỗi kinh hoàng ám ảnh cô đến cả đời. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh nắng mặt trời huy hoàng đến mấy cũng phải nhường chỗ cho bóng tối. Lại là một đêm không có trăng, Phong vẫn nằm trên chiếc giường nho nhỏ, cố gắng lắng nghe tiếng vòng trẻ con sơ sinh vẫn thường hay tụ tập trước cây mít trong vườn nhà cô. Mấy ngày hôm nay, nói đúng hơn là từ lúc đám vong sơ sinh ấy phát hiện có người nhìn thấy được chúng, thì cả đám đồng loạt biến mất tâm mất dạng. Ngay cả việc dùng bánh trái để gọi chúng giữa đêm khuya cũng trở thành công cốc. Phong thấp thỏm chờ đến tối để thực hiện kế hoạch trong đầu. Giờ dậu vừa điểm, chờ cho chồng ngủ hẳn, cô xách một cái làn tre cùng với một chiếc đèn lồng bỏ đi trong đêm. Từ ngày gặp nạn, những người bị bệnh nhẹ hơn đã về nhà mình để ở, hàng ngày tới nhà ông trưởng làng lấy thuốc. Trong trái nhà ngang toàn là những người bị bệnh nặng, cơn đau khiến cho họ phải uống miên dược, thành ra cả đám đang ngủ rất say. Dẫu biết là như vậy, nhưng Phong không dám khinh suất. Cô nhón chân thật khẽ, đám đom đóm ở bên ngoài vẫn lẩn khuất như thể chờ đợi cô đã lâu. Bãi tha ma của làng địa ngục không quá âm u, phần đất lại nhô cao hơn hẳn những nơi khác, cho nên địa thế cũng có phần sáng sủa. Mộ của cậu Dương nằm kề bên nấm mộ của cái Hường, tiếp theo đó là hai ngôi mộ mới đắp của bà cụ và chồng chị Huệ. Trước mộ chồng thì Huệ còn nguyên vài bụng xương da của con gà luộc vương vãi trên mặt đất. Có lẽ thị ấy ra cúng cho chồng, rồi chẳng may bị con chó nhà nào đó trong thôn sọc vào ăn ngấu nghiến. Cô Phong thắp một thẻ nhang, cắm trước mấy ngôi mộ, rồi xì sụp khấn vái. Ngày còn nhỏ, cứ mỗi khi nhớ mẹ là cô lại làm như vậy. Nhưng mẹ cô dường như đã đi đầu thai ở nơi khác, nên cô chẳng bao giờ gặp lại cả. Đến khi lớn hơn, cô lại phỏng đoán khác. Cô đoán rằng mẹ không muốn con gái bi lụy, thương nhớ mình mãi, nên chẳng bao giờ hiển hiện về, dù chỉ là mờ nhân ảnh. Cơn gió đêm lạnh lạnh thổi vào mặt, khiến cho cô cảm thấy rùng cả mình. Cô lấy từ trong làng ra ít tiền vàng mã, gạo muối, một chum rượu nho nhỏ, cuối cùng là một cơi trầu dành cho bà cụ hôm trước. Bài biện xong xuôi, cô thắp nhang trì trầm khấn vái. Nào có phải là pháp sự nào cao siêu. Cô Phong khấn xong thì đứng trong một lùm cây khuất sau nấm mộ chờ đợi. Nếu thực sự vong hồn của họ còn lang thang vất vưởng trên dương thế trong vòng 7-7-4-9 ngày, tất sẽ theo mùi nhang mà tìm đến thụ hưởng lễ vật. Nhưng đợi gần 2 khắc mà chẳng có vong hồn nào ghé qua. Thi thoảng chỉ thấy hồn của mấy loại súc vật trong làng nuôi lâu năm bị chết bay vật vờ ngang qua, hửi hửi vài cái rồi bỏ đi.
chúng cũng chẳng hứng thú gì với cơi trầu chum rượu ở trước mặt. Có khi nào hồn của người ấy vẫn vất vưởng ở trong làng? Nhưng như thế thì lạ quá, sao mình lại không thấy ai? Mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, cô Phong chẳng hề để ý có một cặp mắt vàng đỏ trong bóng tối đang nhìn mình. Chẳng biết là vô ý hay cố tình mà lúc ấy trời nổi một cơn gió vù vù, khiến cho tiếng chân của người kia đạp trên cành củi khô bị át đi. Cô Phong chới với, cố giữ cái đèn lồng đang chao đảo trong tay. Nhưng bất thình lình từ đằng sau có một đôi tay nhào ra, nhanh như cắt bịt lấy miệng cô. Phong giãy giụa, mắt trợn tròn, cố gắng ngoái đầu về phía sau để nhìn cho rõ người đang giữ mình. Chiếc đèn lồng trong tay cô rơi xuống đất, cây nến bên trong tắt phục, bóng tối bao trùm lên hết thảy. Đừng có hét lên, bác Tám nè. Nhận ra giọng của người quen thuộc, trong lòng Phong như nhấc được hòn đá tảng. Ấy vậy mà khi ông Tám kheo buông tay ra, cô vẫn còn run lẩy bẩy. Bác Tám, bác làm cho sợ muốn chết á. Bác làm gì ở đây vậy? Im lặng đi. Giọng ông lão khâm liệm thì thào. Hai bác cháu núp sau một lùm cây, đối diện với mấy nấm mộ vừa mới đắp. Màn đêm tịch mịch là như thế, vậy mà từ đâu chợt xuất hiện một vài thứ nho nhỏ, đi khập khiễng, đơ cứng, lần theo mùi nhang khói thơm lừng. Ánh sáng từ thân của chúng sáng lên hệt như ánh lửa lập lòe của ma trời. Cô Phong nhíu mày, không biết ấy là cái thứ gì mà quá dị đến vậy. Một tia chớp lóe lên, cô chết sững khi đập vào mắt mình là một bầy rối đang đứng lặng lẽ nhìn phần lễ mà chính tay cô vừa bày ra. Cô đưa mu bàn tay lên miệng mà cắn, cố gắng để không phát ra tiếng kêu. Vong của một con chó hoang bay lướt qua. Con rối nàng tiên xoay gương mặt xanh lét theo hướng ấy. Nó khẽ ngút ngắt cái đầu, rồi thè lưỡi ra bắt vong con chó trong nháy mắt, hệt như cái cảnh bọn ếch nhái vẫn trình bắt côn trùng. Vong con chó giãy giụa, rồi biến thành một đốm sáng tròn vo, trôi tuột xuống bụng con rối. Mấy con rối hoan hỉ, nụ cười đơ cứng trên gương mặt chúng càng như hàng sâu. Chúng xếp thành một hàng, đi đầu tiên là một con rối cưỡi ngựa, đi cuối cùng là chú tiểu. Chúng cấp khởi bước đi trên mặt đất, dù chẳng có người nào điều khiển bằng dây ở phía sau. Cô Phong khẽ thở hắt ra một tiếng, dù chỉ là rất khẽ, nhưng lập tức con rối chú tiểu quay phắt lại nghe ngóng. Đôi mắt của nó híp lại để nhìn, nhưng cái miệng thì vẫn nhoẻn cười. Phong có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập lên thình thịch, hơi thở dồn dập cố nén lại của người đằng sau. Rồi chú tiểu rón rén đi từng bước tới gần hai bác cháu. Khi chỉ còn một khoảng cách nữa là nó có thể đối diện với hai con người bằng xương bằng thịt, thì con ngựa gỗ mà con rối đi đầu tiên đang cưỡi bỗng dưng hí lên vang trời. Rối chú tiểu hơi giật mình, nó vội vàng quay lại hàng, cho cả bọn biến mất sau khúc quanh nho nhỏ. Phải tới lúc này cô Phong mới thở hắt ra, mồ hôi trên trán cô túa ra như tắm. Cô đoán chừng lão Tám Kheo dường như cũng đã nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị kia từ trước, nên mới mở lời. Vừa nãy là gì thế bác? Rồi, bầy rối của thằng Dương để lại được. Đêm nào cũng như thế này. Cái gì? Nhưng mấy con rối đó, thằng Dương chết rồi, căn nhà lại quá chặt, thì ai mang chúng ra đây được? Mà sao chúng có thể cử động được như thế kia? Lại còn ăn hồn. Lão Tám Kheo tiếp lời. Cô Phong ngồi dưới đất lạnh cống, cố gắng tiếp thu những thông tin mà chính mình vừa mới trải qua. Lão Tám Kheo và cả cô, cả hai bác cháu, dù không hẹn trước, nhưng có vẻ như mục đích của cả hai khi lui tới nghĩa địa có vài phần giống nhau. Khi đã chắc chắn chẳng còn ai ở đây, ông già khâm liệm mấy câu mày. Đêm hôm không ở nhà, đàn bà con gái ra nghĩa địa làm cái gì? Cháu ra viếng mộ những người mới chết ở đây,
Biến mộ lúc nửa đêm sao? Đúng hôm trời giông gió như thế này sao? Cô Phong cúi đầu chẳng nói gì thêm nữa. Tám Kheo lấy từ trong túi áo ra hòn đá đánh lửa. Trời gió nên đống trơm bùi nhùi trong tay ông mãi chẳng chịu bén cho. Phải mất một lúc sau, ngọn đèn lồng mới được mồi sáng trở lại. Vừa nhìn ông Tám buộc lại miếng vải tẩm dầu ở ngọn đuốc, cô Phong thăm dò. Vừa nãy bác nói mấy con rối ăn hồn là sao ạ? Tám Kheo chẳng nói gì, chỉ kéo tay đứa cháu gái đi men theo con đường nhỏ cắt qua nghĩa địa về tới đường làng. Vừa đi ông vừa nói: Vậy bác hỏi mày phải nói thật, mày có tin vong hồn hay không? Dạ cháu tin. Mặc dù hơi bất ngờ về câu hỏi của ông lão khâm liệm, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Ông Tám Kheo nhìn Phong một lúc rồi lấy từ trong túi áo của mình ra một con hình nhân bằng gỗ được đục đẽo hết sức vụng về. Dưới ánh đèn chập chờn của bó đuốc, cô vẫn có thể nhận thấy đó là hình nhân một bé gái. Nhìn ánh mắt của cô hoang mang, Tám Kheo gật đầu. Con hình nhân này là thứ quan trọng nhất trong thuật chiêu hồn nạp tăng. Trước kia trong băng cướp, gặp người bỏ thầy ở nơi đất khách quá nhiều, vì muốn tích thân chúc âm đức cho con cháu, nên vợ chồng bác mới dùng thuật này để chiêu hồn những người chết rồi mới an táng. Hình nhân gỗ này bác làm từ cây nút nát, sau đó nhào nặng thô sơ với ít bùn đất ở giữa đường. Khi tẩm liệm thì đưa vào trong quan tài, chiêu hồn người chết về, rồi mới tiến hành an táng như bình thường. Nhưng tại sao giờ bác phải làm con hình nhân này ạ? Cái Hường khi mất vẫn còn thân xác mà. Sai, mày nói sai rồi. Nó mất đôi chân rồi. Lúc còn sống nó tự hào nhất là đôi chân của nó. Nếu bây giờ không tìm thấy chân thì xuống dưới suối vàng làm sao nó đi lại được. Bác cũng gọi hồn nó lên để hỏi chuyện mà không gặp được nó. Từ bé, bác đã có con mắt âm dương, bác có thể nhìn thấy người chết, thế nên mới chọn cái nghề này làm kế sinh nhai. Bác từng thấy hồn phách của rất nhiều người. Dù chẳng biết vì sao vong hồn vất vưởng ở làng địa ngục rất hiếm khi xuất hiện, bác cũng chẳng quan tâm gì cho lắm. Có lẽ nơi này là đất độc, hoặc đã bị trấn yểm quá kỹ, bác cũng không rõ. Phải cho đến khi con chết, bác chẳng thể nào thấy vong của cây Hường. Bà vợ bác đêm nào cũng ra mổ con mà khóc lóc, bác lại phải đi theo trông chừng. Như thế mới phát hiện ra bọn rối nó lang thang trên đường vào ban đêm. Cứ đêm xuống là chúng mò đi ăn hồn. Gặp hồn phách vất vưởng, chúng sẽ nuốt vào bụng rồi rời đi ngay. Đêm nào cũng như đêm nào cả. Ông Tám Kheo nói một hơi thì ngừng. Từ trước đến giờ, ông chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Cô Phong nhìn người đàn ông tóc đã ngả hai màu, khẽ cúi đầu. Sao bác lại cho cháu biết những điều này ạ? Mẹ mày là bạn cũ của bác. Mày nghĩ thuật chiêu hồn nạp táng này vợ chồng bác biết là ở đâu ra? Nhắc tới mẹ đẻ mình trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, sống mũi cô Phong bỗng sọc lên cơn cay xè. Tám Kheo khoát tay. Chuyện bày rối nhà thằng Dương mỗi đêm đều sống lại để đi ăn hồn rất là đáng ngờ. Trước đây không hề có chuyện ấy. Nghe bác dặn, đừng nói cho ai biết chuyện này, để phòng trường hợp bọn nó muốn... Ông lão bỏ lửng câu nói. Cô Phong hiểu rất rõ nỗi lo sợ của ông là gì. Rất có thể bọn trối muốn ăn hồn phách của cả làng. Một bầy trối vô tri vô giác chẳng thể nào làm được chuyện đó. Nhất định có kẻ nào đứng đằng sau dùng cổ thuật để thao túng.
Giả như bây giờ loan tin này cho cả làng, chẳng khác gì bứt dây động rừng, làm cho kẻ kia ngừng tay. Kế hoạch tốt nhất hiện giờ là giữ người làng ở nhà vào ban đêm và tìm cách tìm hiểu chuyện này trước khi quá muộn. Cô Phong lẩm bẩm, nói một câu không đầu không cuối. Vậy thì chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cả hai người dừng bước trước cửa nhà Tám Kheo. Ánh đèn nho nhỏ từ trong nhà phản chiếu ra ngoài, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Trái ngược hẳn với vẻ âm u tĩnh mịch bên phía căn nhà của cậu Dương. Hai bác cháu đứng lặng hồi lâu. Vẫn là căn nhà có cây mít rừng mọc ở trước cửa. Vẫn là góc sân nơi có hai cái hố, một lớn một nhỏ, đã từng vùi thay cái hường và con rối nàng tiên xuống hôm nào. Phong cứ ngỡ như mình sẽ lại thấy cậu Dương lặng lẽ ôm theo con rối ra bờ suối để tập múa một mình. Nhưng bây giờ đây, đám rối đã từng mua vui cho dân làng địa ngục chẳng còn nữa. Thoạt nhớ lại cái cảnh con rối nàng tiên cười cợt rồi nuốt trọn vong con chó hoang vào trong bụng, cô như thấy nhiệt độ xung quanh lạnh hẳn hơn bình thường. Hồn phách của những người xấu số đã chẳng còn, vậy thì kế hoạch tìm kiếm tung tích từ đó cũng đổ sông đổ bể. Cơn bất an làm cho tim Phong như thắt lại. Tương lai của những người trong làng đang nằm trong tay một kẻ thoát ẩn thoát hiện ở nơi này. Cô chợt nhớ đến thi hài của người thiếu nữ mặc áo đỏ mà mình luôn có cảm giác quen thuộc. Lẽ nào là Thị sao? Phong trở về nhà khi trời đã gần sáng. Người trong nhà, nhất là chồng cô, vẫn đang ngủ say. Khi cô nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, cậu vẫn ngáy nhẹ nhẹ. Cô cố gắng ngủ mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Đêm hôm nay thu hoạch được thông tin nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Lúc nằm nghiêng mình nhìn ra ô cửa sổ đang dần sáng rõ, cô Phong chợt nhận ra đám vong trẻ sơ sinh kia có lẽ cũng đã nằm gọn trong bụng của bầy rối. Lần đầu tiên trong đời, kể từ lúc có thể nhận thức được cho đến bây giờ, cô Phong tự hỏi cảm giác chết đi sẽ như thế nào. Suy nghĩ ấy khiến cho cô không cảm thấy sợ hãi, mà nó trở thành ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng. Nhất định phải cứu được làng, cô tự nhủ với mình như vậy. Vài hôm sau, bệnh tình của những người làng bỏ đi đã có tiến triển tốt. Phương pháp chữa chứng ngộ độc của ông Chấn cuối cùng cũng cho thấy tác dụng rõ rệt. Những người nào có thể nôn ọe, tiểu tiện liên tục lại mau lành bệnh hơn những người khác. Đầu tiên là đám thanh niên như thằng Ngọ, sau đó là lũ trẻ con như mấy thằng cu béo, rồi đến những người đàn bà. Chỉ có các cụ già tuổi cao sức yếu, việc hồi phục diễn ra chậm hơn bình thường, nhưng không có ai rơi vào tình trạng nguy kịch. Người khỏe chăm sóc cho người yếu, đàn ông chăm sóc cho người già, đàn bà chăm trẻ nhỏ. Mọi người đều lặng lẽ làm, chẳng ai than vãn lấy nửa lời. Ngộ độc thì vẫn có thể cứu sống được, nhưng chứng bệnh quái ác mồ hôi máu kia thì vẫn còn là vấn đề nan giải. Những tấm áo chưa kịp khô đã bị máu làm cho âm ẩm, giặt cũng không kịp. Cuối cùng người ta đành phải quấn khắp mình mẩy bằng những mảnh vải dài, độ rộng chừng hai ngón tay người lớn. Cứ cách ngày lại phải tháo băng, nhiều khi máu thấm không kịp, số lần thay băng cứ thế mà nhiều lên từng ngày. Khắp cả làng địa ngục đều thoang thoảng mùi máu tanh quyện với mùi thuốc nồng nặc. Người ta trông thấy ông Khôi bày biện sắm sửa lễ vật rất lớn, đoạn lại xì sụp khấn vái thành tâm trước tấm vải đỏ trong nhà, rồi lại tất tả xuống núi thồ lên từng thúng thuốc to hơn người. Người trong làng nhìn nhau, họ không thể giúp được gì ông Khôi, thế là chỉ đành cùng ông xì sụp khấn vái mảnh áo đỏ kia, tựa như thần hộ mệnh của cả làng, ai ai cũng cung kính. Bà Soan sống ở đầu làng, thấy ông Khôi ngày ngày phải đi xuống núi để mua thuốc liên tục, bèn lắc đầu chẹp miệng. Chúng tôi nợ ông trưởng làng nhiều quá, cứ tưởng việc xuống núi dễ dàng thế nào, ai mà ngờ. Gương mặt ông Khôi không mảy may cảm xúc, ông chỉ thở dài. Cụ nói thế làm gì?
Đâu phải gia đình con muốn tham quyền cố vị. Chúng con xuống dưới núi cũng là phụng sự cho làng. Chứ nếu muốn tìm con đường cho sướng thân thì quay lại đây làm gì nữa? Giọng ông nhỏ và trầm, nhưng người trong làng vẫn nghe được hết. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng guốc mộc của ông gõ xuống nền nhà lộc cộc. Phong đang ngồi chải tóc cho một đứa bé. Con bé là cháu của bà Soan, bạn thân của cái Hường. Thế là Phong lân la gợi chuyện: em đi xuống núi cùng ai? Đứa bé im lặng không nói gì, mắt vẫn nhìn theo bà nó. Chị hiểu rồi, em đi cùng với bà có phải không? Đứa bé chỉ gật đầu mà không đáp. Vậy dưới đó có gì? Kể cho chị nghe chứ. Lần này thì đứa bé không biểu lộ gì nữa. Nó chỉ lắc đầu. Hai hàng nước mắt bắt đầu lã chả rơi. Phong hốt hoảng, chưa kịp an ủi con bé thì cậu Sang đi đến, mỉm cười dúi vào tai nó một quả hồng chín đỏ. Lành ngoan, không khóc nữa nghe. Chị Phong không có ý trêu em đâu. Con bé nhìn quả hồng trên tay, lập tức nín đi. Nó cặm cụi dùng bàn tay nhỏ xíu để bóc, rồi lại đưa lên miệng. Cô Phong khẽ mỉm cười nhìn nó. Lúc cô vừa quay đi, con bé nghiêng đầu nói bâng quơ: bọn em đi hái rau nấu canh, có chị áo đỏ ngồi trên cây, thấy vậy thì cho anh béo một nhúm rau, bảo rằng nấu chung với thịt sẽ rất ngon. Khi em hỏi chị ấy là ai á, thì chị cười và bảo rằng nhà chị ở đây. Phong điếng người, lại là người áo đỏ ấy. Cô vội vàng quay lại định hỏi thêm thì bắt gặp ánh mắt của cậu Sang cùng cậu Khảm đều nhìn mình. Thế là cô vợ xoa tóc con bé cho cười gượng. Lành ăn đi, khi nào khỏe lại á, chị sẽ vẽ cho em một con diều, có được không? Nghe tới diều, con bé mừng quýnh, vỗ tay bơm bớp. Bà Soan trông thấy cháu vui vẻ, bèn âu yếm ôm nó vào lòng. Cô Phong cũng mau có con đi thôi, có con trẻ sẽ thấy đời mình đáng giá lắm cô à. Chúng tôi trước giờ nghĩ quẩn, muốn rời khỏi làng cũng là vì lo cho tương lai của chúng nó. Ai mai mà... Vậy bà có nhớ chuyện xảy ra vào cái đêm cả làng phát dại ấy như thế nào hay không ạ? Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt của bà cụ. Bà nhìn cô nửa như muốn nói, nửa lại không, giọng trầm đặc. Chúng tôi đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Thằng Ngọ với mấy đứa bạn của nó gánh gạo chẳng may bị trượt chân, đổ hết gạo xuống vực, chẳng còn đồ ăn. Đường vừa xa lại vừa tối, nên chúng tôi quyết định sẽ nghỉ chân dưới một vách đá. Người lớn bắt đầu nhóm lửa, còn bọn trẻ con thì bị cấm chạy ra ngoài. Nào ngờ thằng nhóc béo với cái Lành lại chạy đi chơi. Giữa lúc trời mưa gió khi chẳng ai để ý, phải tới khi chúng nó mang rau củ về thả vào nồi thịt thì chúng tôi mới biết. Tôi vừa giận vừa lo, bèn lấy tay đánh con Lành vài cái. Nó khóc thì cũng mặc. Ăn uống xong thì mọi người đi nằm. Rồi đột nhiên thằng Ngọ nó hét toáng lên ầm ĩ. Nó bắt đầu mê sảng, rồi bước đi như người say rượu vậy. Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi người đều đồng loạt mê sảng. Con người chạy ra bên ngoài, ngửa mặt lên trời mà cười. Con người lại khóc. Tôi... Bà nói tiếp đi ạ. Tim cô Phong đập lên thình thịch, ngay cả chính cô cũng hồi hộp theo. Tôi thấy có rất nhiều tiếng nói bên tai mình. Ai đó bảo tôi là nhảy đi, nhảy xuống đây đi. Rồi tôi nhìn thấy ông nhà tôi đứng trước cửa hàng, ngó đầu vào cười với tôi. Quái lạ, ông nhà tôi chết lâu rồi mà sao lại có mặt ở đây lúc này?
Một người đàn ông trẻ tuổi hơn nghe thấy thế thì nhân lúc bà cụ Xoan ho khù khụ mà tiếp lời. Lúc đó mọi người đều cảm thấy ngứa ngáy điên cuồng. Vừa đưa tay lên gãi thì thấy trên da mình xuất hiện mấy cái lỗ sâu như là vết răng chó cắn vậy. Máu nó ọc ra. Tôi tưởng là chết đến nơi rồi. Câu chuyện chấp vá của bà cụ Xoan và người kia càng làm cho Phong thấy hoang mang. Cô đem chuyện này kể lại với gia đình mình và bố con nhà ông Chấn. Ai cũng cho rằng những vong hồn xúi giục người ta nhảy thực chất là vong hồn từng bỏ mạng nơi rừng thiên nước độc, dụ dỗ người hợp vía để mà chết chung, hòng cho mình được đi đầu thai. Ai cũng tin là như thế, nhưng riêng cô Phong thì không. Cô cho rằng vong áo đỏ chính là cái người mà mình đã gặp vào cái đêm dẫn dâu, và thực chất mọi chuyện đều do người ấy bày ra. Giữa gian nhà tranh tối tranh sáng, gương mặt ông Khôi lẫn dần trong đám khói nhang, năm ngón tay ông nhịp nhịp lên bàn. Cứ cho là vong hồn áo đỏ ấy muốn giết cả làng đi, vậy thì cái vong đó dẫn người ta quay lại ngôi làng này làm gì? Sao không giết dọc đường cho tiện? Đằng nào cũng xúi người nhảy xuống hố, lại còn làm ra thứ bệnh mồ hôi máu để làm gì? Lòng nghi ngờ thì ai cũng có, nhưng con đã nghĩ tới những điều này chưa? Phong cứng họng không trả lời được. Cô ngần ngừ một hồi rồi khẳng khái nói: con biết điều này quá khó tin, nhưng mà chúng ta không thể loại trừ bất cứ giả thuyết nào cả. Chẳng lẽ thầy và mọi người không nghĩ là vong hồn áo đỏ ấy là kẻ năm xưa đã trốn thoát trong trận phục kích ở trong nhà hồ hay sao? Á quay về trả thù, á quay về giết hết chúng ta. Những lời người thiếu phụ trẻ nói ra khiến cho những người có mặt trong gian nhà nhỏ chợt rúng động. Bà Khôi khẽ giật mình, đưa tay lên bụm miệng. Ngày trước hồi mẹ con còn sống, mẹ đã từng dặn phải thật cẩn thận, vì trôi dạt đến nơi này cũng chưa chắc đã thoát được kiếp nạn. Con không nhớ nhiều về thời thơ ấu, nhưng lời nhắc của mẹ con chưa từng quên. Bác Tám Kheo cũng cho rằng suy đoán của con là có cơ sở. Hơn thế nữa, bầy trối ở nhà thằng Dương phải được di chuyển về đây, cất thật kỹ vào rương hòm, nếu không sẽ có chuyện đó. Ông Khôi im lặng nhìn cô con gái duy nhất của mình. Cả đời ông chỉ có mình nó là con. Chứng kiến nó từ khi sinh ra đến giờ, ông mới thấy nó chẳng khác mẹ nó chút nào. Thứ nó thừa hưởng duy nhất của ông có chăng là tính cách cứng đầu và ngang bướng. Bất giác suy nghĩ ấy làm cho lòng ông Khôi như dịu lại. Ông thở dài, nói vài câu vô thưởng vô phạt để đuổi khéo bố con nhà ông Lan Chấn, rồi trầm mặt nhìn Phong. Ngày mai thầy lại phải xuống núi để lấy thêm thuốc về cho bà con. Chắc là phải đi nghe ngóng xem ai có thể chữa được chứng đổ mồ hôi máu kia hay không. Chứ cứ như thế này thì không ổn. Mai con theo thầy đi xuống dốc, rồi quay trở lại luôn, không cần phải theo đi. Phong khẽ vâng một tiếng. Sang thấy thế thì ngỏ ý muốn đi theo, nhưng ông Khôi vờ như không hiểu. Ông muốn nói chuyện riêng với con gái mình. Ông biết người vợ quá cố còn một thứ quan trọng, biết đâu thứ mà bà ấy giữ sẽ có thể có ích. Hơn nữa cứ để người làng bệnh tật triền miên, máu tanh lúc nào cũng chực đổ như thế này, ông thật chẳng đành lòng. Hơn thế nữa, thanh danh quan trọng, ông không muốn bản thân mình trở thành kẻ bỏ đi. Đêm chớm đông, tiết trời lạnh hơn rõ rệt. Phong nhờ vài người thanh niên trong làng ôm mấy con trối mang về nhà mình khóa lại. Nơi cất bọn trối nằm ngay bên cửa sổ trông ra cái trái nhà ngang. Trong trái lúc này, người làng quay quần nằm cạnh nhau. Cánh đàn ông nằm cạnh cửa, nơi ấy gió lùa nên lạnh hơn. Phụ nữ và trẻ nhỏ thì ngủ ở bên trong. Ở giữa nhà là một bếp củi lớn, vừa dùng để sưởi ấm, vừa dùng để đun thuốc luộc ngô. Kể từ ngày cái Hường chết thảm, nhóc béo không còn dám ngủ cách xa vòng tay của mẹ. Hôm nay nó nằm giữa mẹ nó và thị Huệ. Mấy người đàn bà nằm nói chuyện bâng quơ một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Trái nhà cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng ngáy đều đều của ai đó. Trong cơn mơ màng, bàn tay múp máp của nhóc béo khẽ chạm vào cái bụng bầu của thị Huệ. Dường như những đứa trẻ con có kết nối với nhau, nhóc béo đột nhiên nằm mộng, thấy một giấc chiêm bao quái dị. Trong cơn mơ, nó thấy bụng của thị Huệ không phải là chứa một em bé, mà là vô số những cái bọc tròn màu đen đen đỏ đỏ, phát ra ánh sáng mờ mờ, giống hệt như trứng rắn phát sáng trong đêm. Nhóc béo cố nhìn thì kinh hoàng phát hiện ra những cái bọc tròn ấy bên trong có chứa người. Có người lạ, lại cũng có cả người quen. Nhóc béo nhận ra hồn phách của những vong nhi nhỏ xíu, rồi có cả vong con chó mà nhà mình từng nuôi thổi trước. Và rồi ở trong cái bọc nho nhỏ kia, có cả vong của vài người làng đã chết vì bệnh mồ hôi máu trong chuyến rời làng mấy hôm trước. Không nén được cơn hoang mang, nhóc béo thì thào: Ai ở trong bụng đó? Ai đó? Có ai còn sống không? Không biết có ai nghe được hay không, nhưng cái bọc tròn khẽ chuyển động nhanh hơn. Nhóc béo nghe thấy có người cất tiếng khóc thê lương, rồi lại có tiếng khóc của trẻ con vẳng lại. Thằng mắt đỏ cưỡi diều, thằng cưỡi diều, thằng cưỡi diều. Lời nói đến đó thì tắt liệm đi. Nhóc béo bừng tỉnh, nó chợt phát hiện ra tay của mình chạm vào bụng của thị Huệ đương say ngủ. Thằng bé vội vàng rụt tay lại, nó rút đầu vào lòng mẹ nó, mà người nó run cầm cập lên. Nó lẩm bẩm trong đầu: chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Giây phút nhóc béo quay ra ngoài cửa sổ để ôm mẹ, nó chợt phát hiện ra một gương mặt của một con rối đang đứng từ bên ngoài ngó chòng chọc vào trong. Cặp mắt của nó đỏ khé, một phần đã bị tróc màu. Thấy có kẻ nhìn mình, con rối cười một cái rồi biến mất. Nhóc béo ú ớ muốn kêu toáng lên mà lưỡi cứ xoắn cả lại, không phát ra nổi một tiếng nào. Cả người cứng đờ rồi ngất liệm đi, không biết trời trăng gì nữa. Tiếng chó sủa ma trong làng lại vang lên ầm ĩ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.